Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch số 101 ngày 14 tháng 4 năm 2022 về việc thực hiện chương trình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, theo nghị quyết số 38 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ. Chương trình phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đề ra một số mục tiêu cụ thể, đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19, tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9 năm 2022. Tất cả các cấp chính quyền có kịch bản phòng chống dịch COVID-19, có chiến lược giám sát, phát hiện các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và 100% Trung tâm Y tế cấp huyện, Trạm Y tế cấp xã, Y tế tại các cơ sở giam giữ, bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng chống dịch. 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định. Tất cả đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm lao động di cư ở các thành thị đều được đảm bảo tiếp cận các dịch vụ y tế. 100% các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn, tổ chức học trực tiếp hoặc trực tuyến, kết hợp trực tiếp, phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, triển khai việc tiêm vaccine bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể, tăng cường vận động người dân tiêm vaccine, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, bao gồm cả người bệnh đến khám tại cơ sở y tế để tránh bỏ sót, tổ chức triển khai tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay khi có vaccine, tổ chức tiêm vaccine mũi thứ tư cho người lớn và mũi thứ ba cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi và tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi ngay khi có chỉ đạo của Bộ Y tế. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quản lý và điều trị người mắc COVID-19 cập nhật dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện theo dõi, khám và phục hồi chức năng một cách linh hoạt, khoa học, hiệu quả cho người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh trong vòng 12 tháng. Đảm bảo đủ thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng cho các kịch bản phòng chống dịch. Đối với một số loại thuốc và vật tư thiết yếu phải có cơ số dự phòng đủ cho tình huống xấu nhất và bổ sung vào danh mục dự trữ của tỉnh. Chủ động có kế hoạch sử dụng trang thiết bị sau khi kết thúc dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế xây dựng, cập nhật theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tổ chức triển khai các kịch bản, phương án đảm bảo công tác y tế trong tình huống dịch bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế tỉnh và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2022.